Rồi, xin chào các bạn nhé. Mình bên mình đã về một nô bơm lên nguội cho mấy anh em làm cơ khí nhá. Thì con này được sản xuất ở Taiwan nhá. Đài Loan đấy. Đây là thông số của nó. Đây nhá. Marine Taiwan. Đó. Hàng mới 100% nhá. Con này nó để ở trên nên là nó mở ra cho khách xem ấy. Thì kho nó hơi bụi. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nhá. Giá công khai là 1.500.000 một cái bơm này nhá. Hàng bao cho các bác là hàng mới 100%. Trước khi gửi đi là sẽ nó mới hàng kiện nguyên kiện như này nhá, nguyên đai nguyên kiện nhá. Đấy. Bên em về được 3 lô như này thôi. Hơn 90 cái. Rồi, bác nào có nhu cầu thì liên hệ nhá. Ngoài ra bên em một con còn được hơn chục con mạng như này nhá. Đó. Đây là thông số. Rồi, bác nào có nhu cầu đặt hàng thì cứ gọi cho mình nhá, 0985012662. Đó, sản phẩm thì bảo đảm 100% là mới nhá. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.